Malamát Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú chị đang xem trên kênh YouTube của 15S Bình Dương nha. Và trong video buổi tối ngày hôm nay thì 15S Bình Dương sẽ cập nhật cho bà con cô bác rất là nhiều những cái thông tin mới. Không biết hôm nay là bà con cô bác chúng ta muốn là nghe à, tin vui hay tin buồn đây. Chắc chắn là chúng ta sẽ muốn nghe tin vui đúng không? Đối với những cái tin buồn thì à, tin buồn cho đối thủ thôi chứ bà. tin buồn cho đối thủ thôi chứ à, chúng ta thì không có tin buồn bà con. À, và tin buồn thì ngày mai ngày mai và ngày mốt thì chúng ta mới nhận tin buồn từ đối thủ được à, còn hôm nay thì chúng ta nhận tin vui à, từ chị hồng loan cũng như là chị bùm bùm đó. À, thì à, hiện tại thì chị bùm bùm không không có thông báo tin vui à, nhưng mà chúng ta sẽ thông qua được những người à, ở trong cái tim không quay xe à, cụ thể đó chính là chị ni à, và à, những người khác những thành viên khác nha đầu tiên thì 15 lăm sẽ cập nhật cho bà con cô bác một cái bài viết của nhà báo Sông minh cũng có liên quan đến có nghệ sĩ ưu tú vũ linh thì cách đây ít giờ trước thì nhà báo Sông minh cũng có một bài viết và đang cảm thấy hoài niệm như thế này tự dưng cưng bức ảnh này không chịu nổi luồng á trời ngô phù sai chụp hình chung với trịnh đáng ngủ tử tư trong vở cải lương video gì của cố soạn giả bạch mai quên rồi ta hình như vở này cũng do ông hoàng cải lương hồ quản vũ linh làm đạo diễn luôn phải không mọi người thanh xuân của minh hồi ấy toàn phải đi xem vở cải lương này ké tivi nhà hàng xóm và bên dưới thì à, nhà báo sùng minh có để lại một cái tấm ảnh à, hoài niệm luôn đó chính là tấm ảnh chụp chung của à, cô nghệ sĩ ưu tú vũ linh cục, à, chụp chung cùng với là À, cô nghệ sĩ thoại mỹ nè và chú nghệ sĩ ngân tuấn cũng như là nhà báo sông minh à, một tấm ảnh vô cùng tuyệt vời cũng như là một trong những cái kỷ niệm của nhà báo sông minh đó hôm nay thì à, chúng ta lại được thấy à, chú vũ linh rất là, là rạng ngời à, bên à, à, cô à, thoại mỹ nha bên dưới bài viết của Nhà báo Sông Minh cũng đã nhận được rất là nhiều những bình luận của khán giả. Khán giả Phan Vĩ Khang nói như thế này. Trịnh đáng hồi xưa là chị Tâm diễn với Tây Thi, Lệ Thủy và Ngô Vũ Sai, Minh Phụng. Lai lai lai. Nhà báo Sông Minh thì nói. Đây là phiên bản của soạn giả Bạch Mai nè anh. Khán giả Phan Vĩ Khang trả lời thêm. Ừ, hồi xưa là coi trên à, video đó. Người gọi đò bên sông không quên luôn. À, chú Ngân Tuấn thì cũng đã vào nói như thế này. Nhớ về anh, nhớ về thời hoàng kim của cải lương video. Biết bao kỷ niệm với anh và đồng nghiệp. Bây giờ ngẫm lại thế hệ chúng tôi đã kế thừa và phát triển xứng đáng với hệ à, với thế hệ cha chú ngày xưa. Chỉ mong thế hệ sau cố gắng giữ gìn và phát triển hơn nữa. Nhà báo Sông Minh cũng trả lời chú Ngân Tuấn như thế này. thường quá hà, phải anh là ngủ tử tư phải hem. Thì chú Ngân Tướng mới trả lời. Thật ra em biết anh từ vai Vũ Văn Nhậm trong Mặt trời đêm thế kỷ phát trên HTV cơ. À, chú Ngân Tướng nói. Lâu lắm nha. Năm 91, 92. Thôi lúc đó mới về đòn Quỳnh Long. À, và bài viết của nhà báo Sông Minh cũng đã nhận được những cái lượt like lựa hạ tim từ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh nữa ha khán gì khán giả Nguyễn Kim Chi nói anh em giờ chỉ còn là kỷ niệm với anh Vũ Linh khán giả Sân khấu Thiền Cơ nói Sân khấu Thiền Cơ xin chào tương tác cùng Thiên Long nha chị Ba Bình Tinh thì nói kịch bản của mẹ em nhanh hì hì thì nhà báo Sùng Minh nói đúng vậy đây là kịch bản của cố soạn giả Bạch Mai nè. Khán giả Ngọc Châu nói, quan niệm cố nghệ sĩ Vũ Linh và luôn ủng hộ Sông Minh làm việc tốt. Đó, khán giả Nguyễn Thị Nhàn nói, chỉ một lần duy nhất được coi cố nghệ sĩ ở Vàm Dây, huyện Hòn Đất, Kiên Giang năm 1998. Còn từ năm 92 thì chỉ nghe cách xét và tivi đen trắng mà mê đến giờ ngày nào cũng coi cố nghệ sĩ. Khán giả Hằng Đỗ nói, ghen tị với Song Minh vì em có nhiều cơ hội gặp gỡ và mối quan hệ thâm tình với các nghệ sĩ cải lương gạo cội, nhất là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Khán giả Trầm Linh nói, những nghệ sĩ này đều là một thời tuổi thơ của tôi. Tôi rất mê từ Hồ Quảng đến xã hội luôn. Yêu mến lắm nè. Khán giả ca mai thì bình luận. Tấm hình vô giá, giờ chỉ còn là hoài niệm nhìn chú mà lòng mình buồn ghê gắm đó à, một cái à, vị khán giả tên là sen bông à, thì gửi cho một cái tấm hình à, của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh chụp chung cùng với là cô ngọc quyền nè à, vợ chồng của chị bà bình tinh à, và các à, vị khán giả khác đang ngồi ở trên một cái Mầm tuyệt, mầm tuyệt ha. Thì ở đây chúng ta thấy lúc này là chú cũng hình như là sức khỏe đang yếu. Một cái tấm hình cũng rất là vô cùng đáng quý luôn. Thì 15H cũng xin lưu lại cái tấm hình này để gửi cho bà con cô bác chúng ta cùng xem nha. Một trong những tấm hình rất là quý giá của chú Vũ Linh. Rồi tiếp theo thì 15H Bình Dương sẽ cập nhật cho bà con cô bác một ký tin từ anh Linh Tý. Thì hôm nay anh Linh Tý cũng đã thông tin cho chúng ta một cái thông tin rất là khẩn luôn. À, mong rằng bà con cô bác chúng ta xem hết video. Còn rất là nhiều những cái tin tức, đặc biệt là cái tin tin vui từ chị Ni à, và tin vui từ chị Bùm Bùm nữa nha. Anh Linh Tý đăng một bài viết như thế này. Mọi người cẩn thận nhận nít giả. Bé mớm chỉ có một số tài khoản bán hàng. Không có số khác nhé. Ở dưới là một nít không phải của bé loan nhé mọi người đó thì ở đây thì anh linh tý cũng đã cảnh báo cho tất cả mọi người lưu ý là hiện tại là chị hồng loan chỉ có một số tài khoản để bán hàng thôi đó à, bên dưới thì anh có chia sẻ một cái trang giả à, giả mạo nít của chị võ thị hồng loan đó ở đây thì chúng ta thấy cái số người theo dõi chỉ có là 378 người theo dõi thôi Và đã lấy cái hình ảnh đại diện của chị Hồng Loan Cũng như là cái ảnh bìa nữa Thì cái người này cố tình lấy cái hình ảnh của chị Hồng Loan Theo mà Lâm Bết nghĩ có một cái mục đích à, Không phải vì ủng hộ chị Hồng Loan Mà cái mục đích ở đây là sẽ lợi dụng để có thể là bán hàng online Đó, gọi là bán, bán hàng giả online đó bà con lợi dụng hình ảnh của người khác để mà trục lợi cho mình. Thì đây là một trong những cái hình ảnh đáng phải lên án. À, khán giả Dương Lệ Thủy nói, này không phải đúng không? Thì anh Linh Tý trả lời, không phải. Anh có ghi trên Tattooed mà. Khán giả Linda Văn Nguyễn nói, để đường link của phở bò vô đây, để mọi người cho một cái báo cáo là nó bài cây vèo. Chị Bâm Bâm thì cũng đã bình luận bên dưới như thế này. Sao mà hoài vậy anh? Khán giả Thúy Đinh thì nói, cảm ơn hai vợ chồng tí đã quan tâm, ủng hộ em ấy. Khán giả Hành Tuyền nói, ba anh em bé mỡm, lo làm ăn mà cứ phá hoài vậy trời. Thương thương ba anh em Mỹ bơm bơm và lon quá. Khán giả Thúy Đinh nói, khổ thân con bé sao mà họ không lo làm ăn mà cứ đi rình mò, phá rửa hoài. Đó. thì à, bà con cô bác chúng ta à, xem những cái thông tin này thì chúng ta cũng nên lưu ý và theo 15m được biết chị Hồng Loan có một số tài khoản rất là đẹp để bán hàng và đây là cái số tài khoản mà anh Nguyên Vũ đã à, gọi là trao tặng lại cho chị Hồng Loan để cho mà à, chị bán hàng một cách suôn sẻ nhất thì à, nếu mà bà con cô bác chúng ta theo dõi cái rama ngay từ đầu thì trong lúc bán hàng online trong lúc rối ren à, với cái mớ hỗn độn bán hòn đó, bán hàng online thì anh nguyên vũ đã đến và đã giúp cho chị hồng loan một cái số tài khoản cực đẹp à, không còn bị rối với những cái số tài khoản à, nó khó nhớ nữa và cái số tài khoản của chị hồng loan là của ngân hàng mb banh số tài khoản là một chín năm tám chín 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 con số chín nha bà con năm con số chín đuôi là ngũ chính đó 1958 đó chính là à, ngày là, là là, là, năm sinh của chú Du Linh một cái số tài khoản cực đẹp mà anh Nguyên Vũ đã gửi tặng cho chị Hồng Loan đó. thì đây cũng là một trong những cái thông tin thêm mà 15 làm hết bổ sung cho bà con cô bác nếu mà chúng ta à, không có theo dõi drama ngay từ những ngày đầu thì chúng ta cũng sẽ biết được những cái thông tin này ha tiếp theo thì 15 sẽ cập nhật cho bà con một cái tin vui từ chị Bùm Bùm nha. Đó, thì à, như các cô chú của chị biết á, là hiện tại là mọi người vẫn đang rất là quan tâm về cái à, cái quán gọi là hủ tiếu bò viên mang tên là Bùm Bùm à, sẽ như thế nào đúng không? thì hôm nay là chị Bùm Bùm cũng đã chính thức à, thông báo cho tất cả mọi người biết về cái gọi là tiến độ À, như thế nào thì à, hôm nay ở trên cái à, ngực, ở trên một cái trang là để mình làm bếp đọc chính xác nha cái trang là hủ tiếu bò viên bùm bùm đó chính xác tên là như vậy nha thì chị cũng đã à, thông tin cho chúng ta như thế này hình ảnh chiếc xe hủ tiếu bò viên bùm bùm ạ à. sắp xong rồi cả nhà ơi em nôn quá ạ à. Đó, và bên dưới thì chị bùm bùm của chúng ta à, chụp à, đăng lên một cái chiếc xe à, hủ tiếu bò viên đó thì chúng ta thấy cái dòng chữ là bên phía bên tay trái nhìn qua đó thì chúng ta sẽ thấy từ là hủ tiếu mì bò viên và ở giữa là thương hiệu bùm bùm à, chữ màu màu cam đỏ và cái viền là màu vàng nha bà con và bên đây là bún bò viên đó và ở bên dưới thì cứ để là hủ tiếu mì bò viên nè bún bò viên nè đó một chiếc xe bằng inox và chúng ta thấy là có à, có kính trắng ha có kính trắng nhìn rất là hiện đại luôn và đây là một chiếc xe đẩy nha bà con thì chiếc xe đẩy à, rất là tuyệt vời thì à, trong thời gian sắp tới thì à, chị bùm bùm sẽ khai trương cái shop là hủ tiếu bò viên nhưng mà cái người mà bán hàng trực tiếp không phải là chị bầm bầm mà là người gì của chị bùm bầm nha đó thì chị cũng đã thông tin cho chúng ta biết rất là rõ về cái vấn đề này rồi bên dưới bài viết của chị bầm bầm thì cũng đã nhận được rất là nhiều những bình luận của khán giả khán giả nguyễn hồng gấm nói chị bầm ơi chị cho em hỏi chị đặt chiếc xe này là nấu điện hay là nấu than vậy chị có thể cho em xin được không chị rất cảm ơn chị yêu khán giả hành tuyền phạm nói bầm bầm siêng năng buôn bán kinh doanh cho nên là, là khán giả rất là thương người siêng năng quang hồ bầm bầm khán giả lê khang nói ghé ủng hộ xin đồng sở hữu chiếc xe luôn nhìn chiếc xe là thấy uy tín rồi tối nay lại có đứa lên tru trẻo nhà bầm bầm khán giả thi thi nói cô chúc hai mẹ con bé à, bé biu mua may bán đắt nha à, cô có À, cô có gian chút là con bán không kịp luôn đó à tức là cô mà cô chúc ai là sẽ bán không kịp đó bà con khán giả huynh à, hứa huynh thì nói chị ở sydney cũng nôn nao lắm luôn chờ ngày về việt nam chơi đến ăn ủng hộ à, vào. và nó là quá tuyệt vời một khán giả ở tầng bên úc khi bà nghe được cái thông tin của chị bầm bum là sắp tới sẽ khai trương cái okay, quán hủ tiếu bò viên thì vị khán giả này nói là sắp tới là sẽ về Việt Nam, à, về Việt Nam và khi mà về Việt Nam thì sẽ ghé quán ủng hộ luôn, rất là tuyệt vời, một vị khán giả Việt kiều út nha. đó thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy được à, những cái tình cảm yêu thương của khán giả dành cho à, không chỉ là chị bùm bùm mà toàn thể là ba anh em nhà họ võ, rất là tuyệt vời. Rồi cuối cùng thì 15S sẽ cập nhật cho bà con cô bác một cái à, bài viết rất là mới của chị Ni à, mang tên là Nguyễn Thị Minh Thái, ở trên trang Nguyễn Thị Minh Thái nha. Thì à, một bài viết rất là ngắn gọn nhưng mà 15S thấy được sự ủng hộ rất là nhiều của khán giả luôn. Bài viết của chị như thế này. Chị đã đi cùng em hơn một năm qua, mùi vì cuộc sống nếm đủ. Dặm gai nhiều mà chưa nhiễm trùng nhỉ Giờ chị gom những cây gai đó lại Phơi khô Làm kỷ niệm Và đây là một bài viết vô cùng hay Vô cùng ẩn ý Và cũng là một trong những cái thông tin Rất là vui gửi đến toàn thể Bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị nha Bên dưới thì à, chị Ni Chụp lại một cái à, Cái biên lai Cái hóa đơn á, à, Mua vé máy bay à, thì Ở đây thì à, chúng ta thấy cái người mang tên mua vé máy bay đó chính là võ thị hồng loan nguyễn thị minh thái ha và cái cái phía sau thì đã bị bôi đen rồi ở đây thì chúng ta thấy cái mã đặt chỗ à, thì cái mã đặt chỗ này chúng ta có thể là search ở trên web thì chúng ta sẽ ra được ngay à, cái ngày giờ như thế nào đó thì à, đây là một cái tin vui tại sao 15 lăm lại nói là một cái tin vui đó cái đầu tiên thì chị ni nói chị đã cùng em à, chị đã đi cùng em là hơn một năm qua đúng rồi đúng rồi còn quá là đã hơn một năm rồi môi vì cuộc sống nếm đủ tức là vui buồn đắng cay cuộc sống có đủ hết ở à, thì cái này tất cả mọi người tất cả chúng ta đều chứng kiến được vui có buồn có tim đông tim đông đủ có một số thành viên quay xe có một số em lại có à, rồi à, tất cả những buồn vui à, đều có hết có đủ cho nên chị ni mới nói là môi vì cuộc sống đã nếm đủ Dặm gai nhiều mà chưa nhiễm trùng nhĩ tức là sao tức là ở đây đó tức là những cái thành phần à, ví dụ như là ve đi kềnh kềnh nè rồi à, à, tâm sên rồi cái gì cái gì mà thúi thúi gì đó đó rất là nhiều luôn đó Tức là những cái cây gai đó nó tấn công, à, tấn công chị Ni cũng như là à, ở trong tim. Nhưng mà đối với chị Ni thì vẫn chưa hề hẳn gì. Cho nên chị Ni mới nói là chưa có nhiễm trùng, à, chưa có nhiễm trùng. Và cái kết nó mới là một cái tin vui đây. Giờ, giờ, tức là hiện tại bây giờ à, giờ chị gom những cái gai đó lại phơi khô. À, phơi khô. Tức là sao? Tức là À, gom hết những cái thành phần đó lại phơi khô à, phơi khô ở đây tức là chúng ta sẽ dùng cái pháp lý cái pháp lý và cái pháp lý ở đây là, là gì tại sao mà làm mất lại nói là cái pháp lý tức là cái vé máy bay à, cái vé máy bay mà chị đi đăng lên cái tấm hình chụp đó bà con à, Thì cái vé máy bay ở đây chắc chắn là chị có đi hà nội thôi à, đi hà nội và cái, cái phần xét xử đó chính là ngày mai hoặc là ngày mốt, những ngày sắp tới đó chính là cái phiên tòa à, liên quan đến cái bh cái bản quyền à, bản quyền hình ảnh bản quyền âm nhạc của chú chú linh đó bà con đó à, thì đây là cái Cái việc mà chúng ta sẽ lấy lại đầu tiên đó chính là cái hình ảnh của cố sĩ đó à, thì à, liên quan đến pháp lý liên quan đến phiên tòa và chị ni à, sẽ dùng những cái biện pháp đó để mà phơi khô những cái gì cái gì mà nó cản đường mình, à, cản đường à, để cản đường những cái bước chân ủng hộ chị Hồng Loan, đó rất là hay ha, à, phơi khô và làm kỷ niệm, đó kỷ niệm tức là về sau sẽ nhớ lại nhớ lại mình đã từng làm gì, à, từng làm gì cho những người mà mình đã giúp được, đặc biệt là trong cái drama của chị Hồng Loan. À, phải nói đây là một cái kỷ niệm phải nói rất là đáng nhớ đối với chị Ni không những là chị Ni mà tất cả mọi người luôn. Một cái drama phải nói kéo dài rất là dài. À, từ tháng à, tháng 5 đúng không bà con? Tháng 5, tháng 6 năm rồi cho tới tận ngày hôm nay. Bây giờ là đã tháng 7, tháng 8 rồi. Đó, sắp chuyển sang tháng 8, sắp chuyển sang Trung thu rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu gặt hái những cái thành quả đầu tiên. Đó, thì đây là một trong những cái thông tin cực vui của chị ni thì hiện tại là chị ni cũng đã cho chúng ta biết là mua vé máy bay rồi à, thì cái việc mà chúng ta đang chờ đợi là gì đó tức là chúng ta sẵn sàng à, sẵn sàng à, cho những ngày sắp tới à, còn phía bên kia thì chúng ta thấy được những gì đó chính là những cái mà rung sợ thôi rung sợ à, những người mà sẵn sàng thì lúc nào tinh thần cũng phải vững, đó chính là tinh thần thép. Còn những người run sợ, rung sợ vì không có đủ pháp lý, không có đủ những cái lý do à, không có đủ những cái bằng chứng thì phải run sợ thôi. Vì cái người mà người người gian thì phải run sợ, còn cái người mà người chân chính thì làm sao mà run sợ được đúng không bà con? Đó, thì đây là một trong những cái thông tin rất là vui à, gửi đến cho bà con cô bác. Và hiện tại thì những cái thông tin À, những cái thông tin mà liên quan đến drama Thì chị Ni cũng như là chị Hồng Loan Rất là hạn chế để mà Lộ ra ngoài Đó, Cho nên những cái bài viết như này Phải nói thật sự rất là đáng quý Cho nên à, để mà mà Cập nhật được những cái bài viết này Thì bà con cô bác cần phải Vào đăng ký Theo dõi, ủng hộ chị Ni nha à, Một cái à, Trang phở bò mang tên là Nguyễn Thị Minh Thái để ủng hộ chị Ni. Hiện tại đã có hơn 28.000 người đã ủng hộ chị Ni rồi nha bà con. đó Và so với cái số lượng trước đây thì vẫn còn rất là ít luôn. Cho nên đây cũng là một trong những cái à, cái cái là cái cái, cái, cái gai, cái tổn thương cho chị Ni cũng khá là ảnh hưởng. Cho nên mong rằng trong thời gian sắp tới thì mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chị Ni để chị lấy có thể là lấy lại được cái à, cái lượng người theo dõi như trước đây nha. Đó. Đó. thì uh, để 15 bớt xem coi còn những cái thông tin gì hay không nữa để cập nhật hết cho bà con cô bác quý cô chú anh chị nha. Đó. Rất là nhiều những thông tin. Rồi, đến đây thì 15 uh, hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Bà con xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.